tộc đã quá nhiều đau này. Xin hỏi anh ở đâu, đang bước tôi trong đau ngoài sân. Xin hỏi anh ở đâu, sao bắt tôi bằng dòng lòng dân tộc anh. Dân tộc anh ở đâu, sao nơi tâm nào lại sai trong đầu. Xin giới thiệu một không để chúng Hồ giải thích để chị. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Khi mà chương trình văn nghệ thì đợi chương trình văn nghệ xong thì Việt Khang sẽ xuống tới cảm ơn với tất cả các cô các chú các bác yêu thương Việt Khang. Nhưng mà trong chương trình văn nghệ thì chúng ta nên để cho ca sĩ dễ hát, cứ đi lên rồi đôi khi hơi bị khó hát. Ở San Jose này có một bé gái, chúc Hồ nhớ 6 năm về trước khi mà bài Anh Là Ai mà là chị Nguyễn Ánh hát lên thì có một số người, rất nhiều người gửi về hát lên bài Anh Là Ai. Thì trong số đó có một em gái tên là Vivian, 6 năm sau gặp lại thì cô gái đã thành thiếu nữ rồi. Cô bé hát rất hay và ngày hôm nay cô bé sẽ hát bài Thiên Thần Trong Bóng Tối. San Jose, đây là người con của San Jose. Dạ, con là Vivian Huỳnh, con xin kính chào quý vị. Việt Nam tới đâu?
Chơi nhạc mấy chục năm. Đây là giây phút mà Trúc Hồ ít khi nào gặp đó. Có cái gì nó làm cho mình nổi da gà. Đứng ở trên đây nhìn xuống dưới cờ Việt Nam của chúng ta, cờ của đất nước thứ hai của chúng ta, tất cả mọi người chúng ta đều một tấm lòng nhìn về quê hương, nhìn về quê mẹ Việt Nam. À, giây phút này có thể nói là giây phút lịch sử. Chúc Hồ xin cảm ơn quý vị đã tạo cho anh em chúng tôi, cho Việt Khang một cơ hội để cảm ơn những người đã từng ký tỉnh nguyện thư, những người đã từng cưu mang anh khi anh còn ở trong tù. Cảm ơn đã cho Chúc Hồ giây phút màu nhiệm này, cho Chúc Hồ sức mạnh
cho chú Hồ biết thế nào là tình đoàn kết. San Jose! San Jose! Vinh dự rất là đặc biệt cho nhạc sĩ Việt Nam. Chúng tôi thấy có sự hiện diện của dân biểu Rokana của đại học thứ 17, member of Congress the 17th District of California. Ông có mặt ở đây và ông muốn tặng cho Việt Nam một bằng thưởng lục và nói lên về tinh thần đấu tranh bất khuất, dũng cảm, yêu nước cũng như là cho tinh thần tự do Việt Nam qua những nhạc phẩm và những cái lời nói qua những nhạc phẩm mà nhạc sĩ Việt Nam đã trình diễn trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay ông cũng xin được tặng cho Việt Nam Your dedication in fighting for human rights, freedom for expression and freedom of speech against tolerant regime and foreign invasion. Ông nói ông cảm ơn Việt Nam rất nhiều vì có thể cùng Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn ông và chúc ông và gia đình nhiều sức khỏe. Việt Khang rất là vinh dự được cái món quà rất là đặc biệt và bất ngờ này, không có biết trước là Việt Khang sẽ được cái món quà rất là vinh dự này. Chân thành cảm ơn ông, cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, thì các anh em kỹ thuật nói là mặc dù là chúng ta ở San Jose nhưng mà chúng ta không tìm được một cái máy computer mát nào hết. Cái đó là lỗi cũng tại chú Hồ, tại vì chú Hồ quá tin tưởng vào kỹ thuật của Apple. Mình trả cái computer mình nó 100%, nó phải ít nhất là 8 tiếng mà nó chưa được có 1 tiếng hết rồi. Nhưng mà không sao, với cái kỹ thuật mới bây giờ, mình không có computer thì mình có phone, phải không? Thì mình chỉ cần có một cái phone, mình lấy cái nhạc bài Đáp Lời Sông Núi. Ngày hôm nay chú Hồ muốn hát những bài hát đồng ca cùng quý vị, những bài nhạc mà thời cục chính quân. Trên đầu súng ta đi tổ quốc đất nước mình. Đó, chú Hồ muốn hát những bài nhạc đó, những bài nhạc mà chú Hồ khi còn nhỏ chú Hồ thuộc và chú Hồ hãnh diện để hát cùng quý vị. Nhưng mà để coi các anh kỹ thuật có lấy được cái YouTube xuống không? Được hả? Việt Nam! Kính thưa quý vị, trong không khí này chú Hồ muốn Việt Khang chia sẻ bài nhạc. Các em chuẩn bị bài Trả Lời Cho Dân giùm anh. Trả Lại Cho Dân. Trả Lại Cho Dân. Đây là một sáng tác mà chú Hồ nhận được từ trong nước gửi ra. Lúc đó chỉ nghe cái giọng hát thôi, không có đờn gì hết. Thì chú Hồ đã nhờ nhạc sĩ Sĩ Đan, anh Sĩ Đan đã hòa âm bài Trả Lại Cho Dân. Và tất cả ca sĩ của SPTN và ASA đã thực hiện bài Trả Lại Cho Dân. Em chia sẻ với cộng đồng để biết mà tại sao bài đó là tên là Duy Quốc Nam. Kính thưa tất cả quý vị, cái bài hát Trả Lại Cho Dân, lúc đó là Việt Khang từ trại tạm giam được chuyển qua bên trại Chí Hòa, xong tới trại Bô Lá. Và sau 2 tháng ở trại Bô Lá thì Việt Khang được chuyển lên trại K1 Xuân Lộc. Lúc đó là đầu năm của 2013, Việt Khang gặp được anh tù nhân lương tâm rất là nổi tiếng, đó là anh Trần Quỳnh Duy Thức. Thì trong cái thời gian Việt Khang ở bên cạnh anh, phải nói là anh Trần Quỳnh Duy Thức đã giúp cho Việt Khang rất là nhiều những cái sự chia sẻ, cũng như là dìu dắt Việt Khang để cho Việt Khang có một cái nhìn mới hơn, sâu sắc hơn cho cái con đường mà Việt Khang đang đi, cho những việc mà Việt Khang đang làm, đó là việc yêu nước. Anh Trần Quỳnh Duy Thức là giúp cho Việt Khang có được một cái tư duy mới để sáng tác ra những bài hát sau này. Và ngay cái thời điểm đó là cái thời điểm ở trong nước có cái đợt là phúc quyết hiến pháp, và Việt Khang sáng tác ra bài Trả Lại Cho Dân. Nói thật,
Nếu Việt Khang không có gặp được tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang không viết được bài Trả Lại Cho Dân. Nhưng mà vì bảo vệ an toàn cho anh em ở trong tù, Việt Khang phải lấy một cái tên khác để chuyển ra ngoài, đó là cái tên là Duy Quốc Nam. Thì anh Thức cũng chia sẻ cho Việt Khang là anh tên là Duy Thức. Duy là suy nghĩ, Thức là luôn luôn, luôn luôn suy nghĩ, chính là Duy Thức. Việt Khang mới nghĩ ra một cái tên đó là Duy Quốc Nam để đặt cho tác giả của bài Trả Lại Cho Dân, đó là Duy Quốc Nam. Duy là suy nghĩ, Quốc Nam là suy nghĩ về nước Nam, viết nước Việt Nam của chúng ta. Ok, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng nhau hát bài Trả Lại Cho Dân. Mà trong cái đoạn này Châu Hồ có một cái đoạn nhạc mà Châu Hồ rất là thích, khi mà có cái câu là đoạn nhạc nó có đoạn viết về cho những người lính: trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống, đời trai hùng quyền tự hào tự tôn đồ giống, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Câu đó là câu mà chúng tôi rất thích. Và khi mà chúng ta cùng nhau hát bài này, khi mà chúng ta tới trả lại đây cho anh quân nhân, thì chúng tôi muốn tất cả quý vị cùng chúng tôi chào những người lính. Ok, trả lại cho dân, music please. Oh,
thank you San Jose. Bây giờ chúng ta hát nhạc. Bây giờ chúng ta phải lên tiếng. Anh em ban kỹ thuật lấy giùm anh bài phải lên.